Xin chào thầy và các bạn, mình tên là Sam Minh Y43. Hôm nay mình xin trình bày về vấn đề tập thở cho người có BMI lớn hơn 24 và làm nghề ngồi nhiều. Vậy thì nguy cơ gỡ hóp ở những người có BMI lớn hơn 24 làm nghề ngồi nhiều là như thế nào? Thì thừa cân liên quan tới hen phế quản và COPD. Những người thừa cân và béo phì có tỷ lệ xuất hiện các triệu chứng hô hấp, hen phế quản hay COPD cao hơn những người có cân nặng bình thường. Và khó thở cũng có khả năng xuất hiện ở những người béo phì nhiều hơn. Còn ngồi quá nhiều làm tăng tỷ lệ béo phì, tiểu đường, tim mạch và một số loại ung thư, thậm chí là tử vong sớm. Ngoài ra, còn có các nguy cơ về sức khỏe khác như thuyên tắc phổi hay cục máu đông trong phổi. Vậy thì những người có BMI lớn hơn 24 và làm nghề ngồi nhiều phải thở như thế nào để phòng tránh các nguy cơ về hô hấp? Chúng ta có thể học tập cách thở trong thiền và yoga. Thở trong thiền tức là thở bụng, tiếp theo là dõi theo và suy tưởng về cái hơi thở đó. Còn thở trong yoga thì có rất nhiều cách thở, có thể là thở bùng, thở chiến thắng, thở cách quản hay thở lỗ mũi luân phiên. Cần chú ý cách thở đúng là thở như thế nào? Thở đúng thì ta phải chú ý đến cử động của ngực, vai và bụng trong khi thở, nhắm mắt lại và hướng sự chú ý vào bên trong cơ thể. Thở vào phòng và thở ra xẹp kết hợp với thở chậm, thở rộng và thở sâu. Để thở rộng, ta phải thẳng lưng, uốn vai ra sau, thả lỏng cánh tay và bàn tay, lưỡi đặt ở sàn miệng. Nếu đang ngồi, hãy nâng hay hạ cằm sao cho nó song song với sàn nhà. Còn thở sâu, tức là bạn phải thở ra thật chậm trong vài giây bằng cách thoát bụng về phía xương sống. Đồng thời nhận xét về sự kéo của cơ hoành giữa ổ bụng và lồng ngực khi bạn thở lại đầy hơn và sâu hơn. Trong lúc này nhớ thả lỏng vai. Còn thở chậm tức là hết mỗi lần thở ra và hít vào, phải tạm nghỉ một lát và bắt đầu lại để giúp bạn thở ra càng chậm và sâu hơn. Cứ mỗi 1 giờ lại dành một lát để kiểm tra xem bạn đang thở thế nào. Bạn chỉ cần ngồi yên và hít vào trong khi đếm đến 4 hoặc 5 và thở ra trong khi đếm đến 4 hoặc 5. Chúng ta thường có xu hướng thở gấp, nhưng mà cách đếm khi thở sẽ giúp bạn thở ra chậm và sâu hơn. Chúng ta có thể nhớ cách thở đúng qua 12 câu vè về phương pháp tập thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào. Bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Cụ thể là 4 thì thở bằng nhau như sau. Thì thứ nhất, hít vào từ từ và nhẹ nhàng bằng mũi, hít sâu và êm dịu kéo dài đến mức có thể chịu được, đồng thời phình bụng ra. Thì thứ hai, nín thở giữ hơi thời gian bằng khi hít vào. Thì thứ ba, thở ra từ từ, êm nhẹ và kéo dài, đồng thời bụng thoát và hết cỡ thời gian bằng thì thứ nhất. Thì cuối cùng, nín thở và thời gian bằng thì đầu tiên. Lúc mới tập, người tập có thể đếm 1, 2, 3, 4, 5 ở mỗi thì. Sau thì tăng thời gian lên bằng cách đếm đến 7, 8, 9, 10. Sau khi mình sẽ hướng dẫn cách tập thở 4 thì. Ngồi, ta phải ngồi thẳng lưng, bất động hai vai, chân tay thả lỏng. Ở thì thứ nhất, ta phải hít sâu bằng mũi, đồng thời phình bụng ra. Lúc mới tập, ta có thể đếm từ 1 tới 5. 1, 2, 3, 4, 5. Thì thứ hai, nín thở, thời gian giữ hơi bằng thì thứ nhất, ta cũng đếm 1, 2, 3, 4, 5. Thì thứ ba, thở ra từ từ, bụng thoát vào, ta cũng đếm từ 1 tới 5. Thì thứ tư, phải nín thở, đồng thời đếm từ 1 tới 5. Đã quen có thể tăng thời gian đếm ở mỗi thì lên tới 6, 7, 8, 9, 10. Thầy và các bạn đã lắng nghe phần trình bày của mình.